mang ơn hai vị thầy đó nhiều lắm, nhưng mà bây giờ em còn lại người ta còn nói là lường gạt, rồi thầy nói không có thầy bà nào dạy, rồi kêu hai vị thầy đó, lôi hai vị thầy đó ra nữa, nói vậy tội nghiệp hai vị thầy. Giả tạo thôi chứ em, giả bộ làm lừa gạt thôi người ta thôi chứ không có ấy. Nếu như mà vậy thì kêu hai vị thầy đó ra để trị bệnh cho nhiều người nữa, trị bệnh cho gia đình, chồng họ rồi nữa. Tức là họ người ta bắt buộc hai vị thầy ra để mà trị bệnh cho chồng, trị cho một cái người thân của họ. Dạ. Để là như vậy thì họ mới tin. Cũng như là lừa đảo thì bà con có thể là lên clip để cho bà con cô bác anh chị biết, cũng như là cho mọi người biết luôn là chị mến lừa đảo hay là không lừa đảo đó. Để như vậy thì nó sẽ có sự thật, nó sẽ rõ ràng. Chị mến đang tới khán giả. Đậu xe đây được không nghe? Xe đậu đây được không? Đậu đây nè. Thích thích đó không? Đó. Thì bây giờ bữa nay bước xuống rồi sao? Bước xuống nữa thôi. Rồi bước xuống nữa. Bước xuống đi vài vòng coi. Dạ, vòng cho coi hết rồi. Bước xuống đi. Cầm cái máy vô. Đi vòng chậm nha, bé về nha. Kéo kéo áo rồi. Không thẳng nghe. Ba đỡ bị chiếc xe đó. Được, đi được. Được. Khỏe rồi. Chiếc xe đó. Rồi. Rồi bữa nay thấy sao rồi, trong người sao? Dạ, cũng em khỏe. Khỏe hả? Dạ, 8. Bước xuống đi vài vòng đi. Vài vòng. Rồi. Bước bước xuống chỗ này được không? Từ từ đó nghe. Ở nhà nằm buồn hoài. Ừ. Đi được rồi đó, cái ước nguyện, cái tâm nguyện lúc ban đầu là đi được đặng để lo cho tự lo cho bản thân rồi đó. Cái tay coi, cái tay ngoe quá. Đây rồi. Cái tay coi. Chỉ còn ngón này nè. Ngón này là không có xương, không được luôn nè. Vậy là cái ngón này là thầy là chỉ là giúp đỡ là được tới đây thôi nè. Còn hai cái ngón này là đã thành công rồi, kéo ra được nè. Đó. Bữa nay thấy ấm lạ. Buồn quá. Sao đây bà con ở đây thương chị nè, còn nãy giờ cũng có nói chị có người thương và có người ghét. Hiện tại là ở đây là có người ta thương chị nè. Dạ mấy vị đây. Dạ. Tại vì á bên YouTube này nè là chỉ quay để những cái hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ mà chị có nói dốc người ta thì cái đó là chị chịu. Lê Thanh cũng lúc ban đầu quay cũng hỏi bà con thì biết chị như vậy thì cũng quay giúp cho chị. Dạ. Nhưng mà những hiện giờ cũng có nhiều bà con nói chị làm giả như vậy. Có bà con nói chị làm giả thì ví dụ nếu mà chị bị quan thì mấy người kia cũng bị tội thôi à. Đừng có sợ ha. Ví dụ nếu mà chị lừa gạt thì chị mang tội. Ai mà nói quan chị thì nó mang tội. Thì tại vì YouTube thì chỉ thấy hoàn cảnh nào đặc biệt thì như hoàn cảnh của chị đặc biệt, tại vì có chia sẻ lúc ban đầu là có bầu 7 tháng là chồng đâm đứa con ở trong bị mất luôn, rồi tay chân bị cắt găng, người đầu cổ thì dập nát hết, thậm chí cái cần cổ nè, mà cái cần cổ là cái này là bị đâm nè đó. Đây hiện bây giờ là cái tinh thần của chị là không được bình thường như những người khác. Có lúc gì lúc khác phải không vậy? Dạ. Có đôi lúc mà khi mà chị trò chuyện với em mà chị lúc mình sinh em, lúc sinh chị, lúc sinh con là sao chị nói? Mình không nhớ hay sao? Em có lúc em cũng không có nhớ lắm. Em giống như là em sợ quá là em... Vẫn còn ám ảnh hoài hay sao? Dạ. Vẫn còn ám ảnh hoài cái lúc mà bị cái vụ án đó, bị chồng hành hạ đó. Giống như em nói cho anh Thanh với Nhỏ nghe nè, em thấy anh hai anh đừng buồn chứ em thấy cái dao thì em hơi sợ vậy thôi. Tức là chị thấy cái dao là cái dao là chị sợ hả? Dạ thì em không có dám, em biết lết cái đầu nữa.
Rồi hiện bây giờ chị đã đi được không phải như giống như lúc ban đầu, nhưng đi rồi nhắc nhắc như vậy thì cũng là cái tâm nguyện của chị lúc ban đầu, chị có nói trên kênh YouTube đó. Dạ. Rồi hôm nay thì chị được như vậy, chị cảm thấy như thế nào? Em thấy em mừng lắm, em vui nữa. Em có em được vậy, em mang ơn hai vị thầy đó nhiều lắm, nhưng mà bây giờ em còn lại người ta còn nói là lường gạt, rồi thầy nói không có thầy bà nào dạy, rồi kêu hai vị thầy đó, lôi hai vị thầy đó ra nữa, nói vậy tội nghiệp hai vị thầy đó cũng đâu có. Mà thầy thì em đã làm đâu có ăn tiền đâu. Nhưng mà cho em hỏi lại thêm một lần nữa là hai người thầy điều trị cho chị đó, hai người thầy ẩn danh đó là điều trị cho chị là có ăn tiền không? Dạ không, không có gì hết, còn chở che, còn lo lắng cho em đầy đủ. Còn lo ngược lại cho chị nữa ha. Dạ đúng rồi. Mua đồ, cũng như là mua dép nữa. Đồ kia luôn ha. Dạ. Còn lo cho em từng miếng ăn nữa, sợ em thiếu ăn nữa cái gì nữa. Anh chỉ cũng là em thấy là cũng là một người chắc cũng là Phật đó, chứ không phải là Nhưng mà hiện tại là bây giờ là người ta nghĩ là không có thầy gì hết trơn đó, là do chị tự đúng giống giống như là chị gạt, rồi chị không phải là chị để em chỉ bị em chỉ được tự đứng lên là giả tạo thôi, chứ em giả bộ làm lừa gạt thôi người ta thôi, chứ không có ấy. Nếu như mà vậy thì kêu hai vị thầy đó ra để trị bệnh cho nhiều người nữa, trị bệnh cho gia đình chồng họ rồi nữa. Tức là họ người ta bắt buộc hai thầy ra để mà trị bệnh cho chồng, trị cho một cái người thân của họ. Dạ. Để là như vậy thì họ mới tin. Dạ đúng rồi. Cái điều đó thì em nghĩ là chắc không được, tại vì cái đó là họ đang ép buộc. Họ đang ép buộc, họ mong cầu cái sự mà kêu hai người thầy ra mà để mà cứu gia đình họ. Này giống như là họ đang gài cái thế để kêu hai người thầy ra. Thì em cũng nghĩ là vậy, rồi thầy đã có duyên mới gặp được, mới chở che cho, mới giúp đỡ mình được vậy, rồi sao mà không duyên hữu sao được. Thì ở trên Châu Đốc này thì có rất là nhiều bà con cũng bệnh cũng rất là nhiều, nhưng mà phải có một cái duyên gì đến với hai người thầy, có cái duyên với hai người thầy, hai người thầy mới cứu. Giống như là cái trường hợp của chị Mến ở đây là chỉ có duy nhất một mình chị, còn ở trên kia, ở trên Đông Bình đó thì có cái trường hợp của chị Nga. Em có nghe nói là hình như là có cái người chị mà đã từng cu mang chị, giống như là khiêng chị vào ấm rửa vệ sinh đó, là cái chị mà bị đuối nước. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái chị đó là em có liên hệ với chị rồi, em xin số chị đó mà chị không chịu lên mạng. Nếu mà chị đó lên mạng thì quá tốt, để mà cho bà con cô bác anh chị biết là hai người thầy người ta điều trị rất là hay, nhưng mà tất cả là phải điều trị riêng mới được, chứ không phải là ai là được. Tại vì hai người thầy người ta điều trị nó không có nhận tiền, cũng không có bắt buộc người ta ra được. Dạ đúng rồi. Dạ. Chỉ còn nói là hai vị không có ai mà như hai vị thầy đó mà có cổ chỉ mà hết thì nó xẹp hết, cổ chỉ như thế nào mà giờ xẹp hết. Dạ. Chỉ còn không ngờ vậy nữa. Hồi lúc đó là cái bún cổ của cái người chị mà cũng mang vậy đó, là lúc đầu tiên ở cái Bồ Đề này là có bún nó bự không? Dạ bự, bún cổ bự dữ lắm bự. Dạ. Nhưng mà bây giờ là chị thấy là nó nhỏ lại chưa? Dạ xẹp luôn. Xẹp luôn hả? Dạ. Dạ. Xẹp dữ lắm, xẹp rồi giống như chị mới đây mình có thể là mình điện hoặc là mình trò chuyện với cái người chị đó đó để người chị đó lên clip cho bà con cô bác anh chị biết là hai người thầy ẩn danh điều trị rất là hay. Em cũng muốn lắm, nhưng để em còn để em còn chỉ còn tới nhà em hoài chỉ lo lắng chỉ
hằng ngày buổi chiều chỉ đi làm về á, chỉ đi làm cho mướn cho làm việc nhà cho người ta về xong rồi chỉ còn lại nhà em nữa, chỉ còn lo lắng cho em, chỉ còn giặt đồ quần áo cho em nữa, rồi á chỉ dắt em đi ăn cơm ăn đồ xong rồi chỉ mới đi về, chỉ còn lo cho em vậy đó. Cũng mong là chị đó lên một cái clip để cho bà con cô bác chị giống như là cái chứng minh một cái sự thật là hai người thầy điều trị cho chị đã đứng lên, để không thôi là người ta nói là không có thầy nào hết trơn á, nói là thằng thánh thằng tiên gì xuống đây cứu cô không được, chỉ có là chị lừa gạt thôi đó. Cho nên thì em cũng rất là mong cái chị đó để mà lên mạng nói. Có mình chị Nga mà không có đủ nữa nên dạ. Có mình chị Nga mà cũng không đủ nữa thì để em năn nỉ chị dạ. Thêm một cái trường hợp chị Nga với anh Sang cho nó mình dạ. Thì đó đi để nói đi đó em sẽ đến để nhờ hai vợ chồng người ta chia sẻ đã được thầy đổ đi dạ dạ anh có bà tư đưa hai vợ chồng người ta chia sẻ thêm. Còn cái trường hợp của cái người chị mà cô mang cho chị đó dạ. Thì mong chị lên một clip dạ. Đó, cũng như là cho bà con cô bác chị biết luôn cũng như là xác minh là cái mức khổ ngày xưa bự như thế nào mà được thầy điều trị bây giờ nó nhỏ xíu lại hoặc là nó hết luôn dạ. Đó để cho bà con biết là cũng như là cái trường hợp của chị đó mà bây giờ là đã thành công như là đứng lên được rồi. Chị ảnh chị chỉ mới hai vị thầy đó chị có một lần thôi à. Dạ. Mà bữa nay là chỉ không có ấy nữa, chỉ xẹp lét luôn à, rồi chỉ là hai người thầy đó điều trị là chỉ có duy nhất có một lần cho các chị dạ, đó thôi ha. Mà tại vì hai vị thầy đó nói là sợ là hai ra đây rồi mấy người đi dòm ngó soi bói nhiều quá rồi thầy quá. Không dám á, rồi thầy không có lại nữa đó nên không có lại chị với chị đó tiếp nên chỉ được có một lần thôi. Thì Lê Anh với Thảo có hỏi thăm bà con đây rồi dạ. Nói là chị là cái giò của tập chân của chị là bị hệ tàn phế thật chứ không phải làm giả dạ. Thì bên cạnh đó cũng có những câu chuyện trái chiều là nói chị đã làm giả để gạt các cộng đồng mạng quân đó. Thì hôm nay đến đây quay chị cũng như là biết chị là như vậy thì Lê Thanh với Thảo chỉ là người chính giữa thôi dạ. Chứ người nào gạt thì người đó chịu tội chứ sao vậy đúng, đúng, đúng. Người nào sai người ví dụ chịu. Như chị gạt thì chị sẽ em chịu tội đó, cũng như là chịu tội trước pháp luật luôn dạ đúng đó, rồi chịu tội với cái bản thân mình với trời Phật dạ, còn nếu mà bên kia người ta mà vu khống chị thì họ cũng sẽ chịu tội đó. Cho nên thì chị mến mình cứ sống thoải mái lạc quan với đời vô ha, đừng có nghĩ về cái chuyện đời. Mà em cũng có tìm hiểu và em hỏi cũng như là bà con á, thì nói là cái người nào nói thì cũng như là đứng lên cũng như là nói rõ cái sự tình là chị là lừa gạt đó, thì nhưng mà không có ai lên tiếng hết, người ta chỉ nói là đồn thôi, đó là nói đồn thôi mà. Nhưng mà không có ai lên. Em cũng mong là nếu mà cái clip này mà mọi người nào mà ai mà có nghe đó thì nếu mà cho chị mến là lừa gạt cũng như là lừa đảo thì bà con có thể là lên clip để cho bà con cô bác chị biết, cũng như là cho mọi người biết luôn là chị mến lừa đảo hay là không lừa đảo đó, để như vậy thì nó sẽ cái sự thật nó sẽ rõ ràng hơn đó. Thì giờ, bây giờ thí dụ như người nào làm sai làm đúng thì cái lúc đó này sẽ biết à, cũng mong là như vậy. Em cũng mong là như vậy lắm, để thôi em đi em bước ra cái hết mà người này kêu người kia kêu. Dạ, Lê Thanh xin chào bà con và khán giả nãy giờ đã theo dõi một đoạn video mà Lê Thanh gặp lại chị Mến ở trên thành phố Châu Đốc chỗ cây Bồ Đề. Thì qua những câu chuyện lùm xùm như thế này thì những anh em kênh YouTube thì muốn làm rõ ràng hơn. Và sẽ đi tìm những anh chị em mà chứng kiến mà chị mến cái lúc mà được thầy giúp đó. Hoặc là những anh chị em mà thường cưu mang chị mến, coi chị mến như thế nào. Thì diễn biến câu chuyện cũng mời khán giả cùng tiếp tục theo dõi. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo ạ. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay, hãy bấm like.
bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.